đến ngàn đời là mang chuyến muôn ơn xuống cho mọi người khắp mọi nơi. Mẹ đẹp như hoa hoa hồng tỏa ngàn hương, mẹ như ánh sao mai soi lối cho trần gian, mẹ là cửa cửa thiên đình mở rộng luôn, đoàn con đến nương thân mẹ chớ che vẹn toàn. Này đoàn con sướng vui cùng ca mừng, mẹ vinh hiền, mẹ nhân ái, là vinh quang thiên đến ngàn đời, là mang chuyến muôn ơn xuống cho mọi người khắp mọi nơi. Nhân dân chia và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay ngày 13 trong tháng riêng dương lịch và cũng là ngày những ngày cuối năm âm lịch, chúng ta dâng kính mẹ Maria, mẹ của Thiên Chúa, mẹ của chúng ta, lời tạ ơn. Chúng ta tạ ơn vì muốn đọc ơn Chúa ban cho chúng ta trong năm qua, và chúng ta dâng ngày xuân sắp tới đây, xin ngài cầu hồn của Chúa cho chúng ta muôn ơn lành và tình an trong những ngày tháng sắp tới, để chúng ta biết noi gương mẹ, ca tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù thành công dù thất bại, dù vui dù buồn, chúng ta trung thành với Thiên Chúa để yêu thương chúng ta. Thành lễ trưa nay chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giêsu, Linh Mục Phêrô, Linh Mục Giacomo Sima. Xin ơn Chúa này, tạ ơn Thiên Chúa và xin ơn bình an. Chúng ta thành tâm ăn năn sám hối và cầu nguyện để xin các thứ này thành thánh này. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xung phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, từ khi trong chương trình cứu chuộc loài người, Chúa đã muốn cho Đức Maria, nữ tỳ của Chúa, trở nên hiền mẫu Chúa Kitô và cộng tác viên của người. Xin cho chúng con là những kẻ học đòi gương thánh mẫu, biết hoàn toàn thuận theo ý Chúa và đem hết khả năng và cộng tác vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiện nhân nơi Chúa Thánh Thần đền.
Chúa từ giờ đây và đến muôn muôn đời. Từ giờ đây từ mãi trời hoàng hôn, ca ngợi linh thánh thánh danh ca tụng danh thánh Chúa từ giờ đây và đến muôn muôn đời. Lạy Đức Thánh với Chúa trời của ta, vua hiền trí trên Chúa cao vời, chôn cao vời ngài cứu xuống để nhìn xem địa giới. Hãy ca ngợi danh thánh Chúa từ giờ đây và đến muôn muôn đời. Alleluia, Alleluia. Đứng trên nữ Maria vinh hiển đã ghi tạc lời Chúa và niềm suy trong lòng. Alleluia, Alleluia. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng thì cho đám đông dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: phúc cho kẻ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng người khẳng rằng: những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Như vậy cái phúc mà chúng ta đang được để trong cái kính mà không chỉ là được làm mẹ Chúa cơ quan Thiên Chúa xin hạ nuôi dưỡng, đó là cái phúc, nhưng cái phúc đó cũng bình thường thôi. Cái phúc mà chúng ta muốn nói đến ở đây, cái phúc này là cái phúc quan trọng, đó là mẹ đã lắng nghe và thực hành cái ý của Thiên Chúa. Chính vì thế chúng ta cuộc đời của mẹ sống trọn hai ngày xin lời, và chính vì thế mà cuộc đời của mẹ dù đau khổ nhưng mà lúc sinh con ở hai lời mặt đỏ đau khổ khi mà bị lạc con, đau khổ khi mà ông cha xin lời nói một lời hướng cho tất tốt tâm hồn của bà, đau khổ khi thấy con bị lạc chịu trách tấn tấn đỏ của họ con, đau khổ khi thấy con một nhà trên chúng cộng trợ, đau khổ khi mà mẹ con sẽ còn đi dưới chân cộng trợ chứng kiến con mình chết một nhà đi mẹ mình chung là mẹ mình dân là ca ở chúa của con mình. Và chính vì vui những vui như chúng ta đắm trong lòng sự vui, lòng suy gẫm, lòng sự lúc mừng, trong lòng sự thì cuộc đời của mẹ vui mừng như thế, tất cả mẹ đã
chúng ta nhìn vào cái tấm gương ấy để chúng ta biết sống và làm chủ. Hôm nay những tình cảm chị em đang bận rộn với bao nhiêu công việc, để chuẩn bị đón Tết, người ta tổng kết cuối năm, những cái nhìn là các bạn ở trong đời sống cá nhân của mình, đối gia đình, công việc người ta lo lắng làm sao để có chút gì đó là ngày Tết để đến với tình yêu và đem xuống họ để mà làm gỡ nhau không có niềm vui nhiều lo lắng và người ta nhìn lại thấy những thành công thank you.
Chúa, thánh hoan nghi cô đơn này, đưa chúa cho chúng con được vào máu
Xin nhìn đến đức tin của Đức Chúa, xin nói cho quan cho hội thánh bình an.
cùng cha. Lạy chi hằng Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chi hằng Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chi hằng Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đức Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc cha nhân mở đến dương thiên trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã ban cho chúng con quả nuôi dưỡng tinh thần. Xin Chúa chúng con bền trí theo gương Đức Trinh Nữ Maria để lại và kiên trì phục vụ Hội Thánh, và nhờ đó mà được hưởng niềm vui Chúa đã sẵn cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa còn ban là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Để đàn sông cho anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa. Con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiên chi đời đời. Vì tình Chúa đã chân chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến mái ấm mong chờ che nguyên cầu. Ngàn phúc dân cũng nhờ mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ mẹ, nhờ mẹ thương nâng Chúa cho đời ta. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiên chi đời đời. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa.